quý vị, có một điều mà Thúy Vân tin chắc là dù kêu gọi vốn thành công hay thất bại thì các startup của chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng của mình. Và có lẽ là con đường thành công của họ đang ngay trước mắt. Đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó. Anh hứa là khi các em thành công ấy thì anh sẽ không giữ phần trăm nào cả. Offer đó không tốt bằng của chị đâu. Tại vì cái đầu tư cho em là quá mạo hiểm. Khi mà chị đầu tư vào, chị sẽ bỏ ra rất nhiều công sức. Đó là nhận định của chị. Nhưng mà tụi em đã start up cái này thành công rồi. Tiếp cận chị Linh là sai rồi, đáng nhẽ phải gặp anh. Anh Hưng đẹp gái hơn. Anh quyết định là sẽ đầu tư cho em 10 tỷ. Tiền không thành vấn đề. Chị sẽ đầu tư 23 tỷ